cái nguyên nhân mà các cái doanh nhân khi đi ra chúng ta khởi nghiệp chúng ta thất bại. Một là kiến thức. Vừa nãy thầy Duy đưa đến cái này, đầu tiên là kiến thức, tôi nhớ rất kỹ cái đó. Thứ hai đó là gì? Đó là kỹ năng. Và thứ ba đó là gì? Đó là kinh nghiệm. Thế thì hôm nay kinh nghiệm ở đây thầy Duy có mời các anh chị, những người mà đã có duyên gặp thầy Duy, và từ những cái vị trí địa vị khác nhau, xuất phát điểm khác nhau, nhưng đều khởi nghiệp. Và có thể nói tới tại thời điểm này, ở phần nào chúng ta có thể nói rằng là thành công. Thế còn nhà trường, khi các bạn bắt đầu học ở nhà trường cung cấp cho các bạn kiến thức, và các bạn phải tận dụng, phải tiếp thu, phải thấu hiểu cái kiến thức này. Còn về cái phần kỹ năng có thể do nhà trường, kỹ năng cũng có thể do chính các bạn. Đôi khi kỹ năng còn là bẩm sinh của các bạn nữa. Và như vậy chúng ta phải kết hợp lại thì các bạn sau này nếu chúng ta có ý tưởng, chúng ta ấp ủ, chúng ta mới thành công. Hôm nay đúng cái tính chất của nó là làm sao khơi dậy cho các bạn, làm sao qua một số cái bằng chứng xấu, rồi các anh chị chúng ta về đây thì chúng ta nêu ra chúng ta để chúng ta thấy được những cái sự đa dạng trong vấn đề khởi nghiệp. Và nếu các bạn có ý tưởng thì từ nay đến khi chúng ta kết thúc cái chu kỳ 4 năm chúng ta học ở nhà trường, các bạn chúng ta có thể bắt đầu khởi nghiệp cho mình và lựa chọn một hướng đi đúng cho tương lai. Và hy vọng rằng sau này mỗi khi gặp được các bạn, dù là ở ngoài đời hay ở trên mạng xã hội, thì các bạn nói với thầy là bây giờ em đã trở thành một doanh nhân và em đã thành công như thế nào, và thầy sẵn sàng mời các em về để các em lại tiếp tục giống như thầy Duy truyền đạt lại những kinh nghiệm cho các em học được học sau. Thầy hy vọng là chúng ta sẽ thành công được như vậy và nhiều hơn. Rồi, thay mặt lãnh đạo ban thương mại để cảm ơn thầy Duy cũng như là đội ngũ cái team của thầy Duy hôm nay đã về đây và chia sẻ những cái kinh nghiệm. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ có những cái lần khác để gặp thầy Duy và đội ngũ của thầy. Chúng ta có hoa để tặng thầy Duy. Cảm ơn thầy rất là nhiều. Cho em hỏi là tại sao mà mình có thể tạo ra một mối quan hệ chất lượng? Bước đầu tiên là em phải biết là em muốn cái gì. Ví dụ em muốn kinh doanh đúng không? Hoặc là em nói là em muốn trở thành cầu thủ bóng đá. Tức là mình phải trả lời được là mình muốn cái gì. Bước đầu tiên là phải trả lời được mình muốn cái gì. Và sau khi mà mình trả lời được thực sự là mình muốn cái gì đó, rồi bắt đầu mình mới đi tìm những con người mà họ đã thực sự thành công trong lĩnh vực đó. Tất cả những người thành công họ đều xây dựng cái mối quan hệ rất là tuyệt vời. Kể cả những người họ thành công đỉnh cao. Mình có dịp mình gặp cái anh David Dương, ảnh là một trong những tỷ phú người Việt ở bên Mỹ á, ảnh là người mà xây dựng cái khu rác thải Đa Phước á. Anh kể một cái câu chuyện mình nói là tại sao năm 2000 mà anh có hứng thú anh về anh làm cái khu rác Đa Phước này. Khu rác Đa Phước mà vừa rồi các bạn nghe bay mùi đồ này kia ồn ào đó, ảnh là cái người chủ xây dựng đó. Thì ảnh nói rằng là anh có tiền, điều kiện hồi đó thành phố mời anh về anh có luôn, nhưng nếu anh không thành công anh vẫn không làm được, kể cả có tiền và kể cả có sự ưu đãi của thành phố luôn, nếu anh không mời được những thằng Mỹ này về. Lúc đó anh chỉ hiện tại tổng giám đốc của nhà máy rác Đa Phước là Mỹ, một đội ngũ của Mỹ, ổng là chủ đầu tư thôi. Và mình nói làm sao mời được, ảnh cũng là cái thờ đó, anh ở Mỹ anh mời không có thằng nào nó chịu về, nó không có chịu về, nằm nó xa quá, nó xa quá. Và ổng có review hết toàn bộ những cái data, ông xem thử có cái thằng Mỹ nào mà nó làm việc này mà nó ở Đông Nam Á không. Và chỉ cuối cùng ông mới tìm được một thằng Mỹ là nó ở bên Malaysia, nó cũng làm về lĩnh vực này, nó là chuyên gia rất là giỏi. Ông bay từ Mỹ qua, em hiểu chưa, bay từ Mỹ qua, ông thích nó, tiền có luôn đó, mọi thứ có, nó không qua, nó không qua. Ba lần rồi nó không qua. Mà không về là ông biết là không có làm được. Sau đó ông nghiên cứu Mỹ này rất kỹ và ông phát hiện ô, Mỹ này nó có nhỏ vợ người Việt Nam. Mà nhỏ vợ nó ở Hồng Kông, cứ cuối tuần nó bay về Hồng Kông, gia đình nó ở Hồng Kông. Ông bay qua Hồng Kông, ông nói chuyện với vợ của Mỹ này báo nhiêu lần luôn, vợ cũng không có chịu về. Nhưng mà cái đó là cái cách. Rồi ông về Việt Nam, ông tiếp cận với gia đình vợ của nhỏ đó. Rồi qua là chuyện cuối cùng thông qua gia đình vợ thuyết phục nhà vợ thuyết phục cái Mỹ đó, cuối cùng nó mới chịu về
và năm 2000 quyết định nó về và nó kéo theo một loạt là khoảng 20 chuyên gia người Mỹ. Em hình dung cho kể cả người thành công họ cũng có khả năng để đi xây dựng mới quan hệ chất lượng, kể cả có tiền cho các bạn đã xây dựng được mối quan hệ. Chúng ta nó là trong cái chuyện tàu thì bạn hay nghe nói là khổng minh gia các ngượng đồ thuyết phục nhau em xem đó, thì nói trong cái câu chuyện nó cũng là nãy nhau. Khi các bạn có nhiệt tâm nhiệt huyết thì các bạn sẽ quen được những người rất là chắc chắn lượng. Bước đầu tiên là trả lời mình là muốn cái gì, và bước ta là quan sát ở chung quanh chúng ta ai là người giỏi cái đó, và chúng ta phải đeo đuổi gì ạ? Đeo đuổi gì ạ? Tôi còn người ta sẽ không làm quen nhau à? Tôi chỉ trong việc trong làm quen với em nhé. Cái thằng này nó đâu nó tự nhiên nó đòi làm quen mình, các bạn chúng ta đeo này nè, chưa chúng ta phải xây dựng mối quan hệ qua 5 tháng. Ok không em trai? Rồi các bạn có tay rất là lớn đi ạ. Okay. Đang học, đang là sinh viên hoặc vừa mới ra trường. Ừ. Thì em có thể xin vay vốn từ những nguồn nào? Ừ. Dạ. Ok. Ở đây mình trả lời rất là nhanh. Còn bạn nào vô quan tâm á, thì mình sẽ có những cái khóa học mình tặng cho các bạn chút xíu. Bạn liên hệ với bạn này, nó có khóa học mình tặng cho các bạn. Các bạn đến các bạn sẽ các bạn đang nhận thức về vốn chính là tiền. Những người ra khởi nghiệp phần lớn là họ không có tiền. Nếu mà họ có tiền họ không ra khởi nghiệp đâu. Hồi kia mình ra khởi nghiệp cũng không có tiền. Nhưng mà các bạn nói là thiếu vốn, đúng. Vốn ở đây không phải là tiền, vốn có thể là kinh nghiệm, vốn có thể là mối quan hệ, vốn cũng có thể là cách, tức là vốn có thể là bí quyết chúng ta làm một cái gì đó. Toàn bộ cái đó được gọi là gì ạ? Là gì ạ? Là vốn. Ví dụ nếu mà em có mối quan hệ rất là thân thiết với mình, em có đủ tình thân với mình, ok không ạ? Em chịu follow mình, thì cái đó cũng là vốn của em, và mình sẽ chỉ cho em cái cách em đi lên. Nó không phải bắt đầu từ tiền. Các bạn hình dung ra điều này không ạ? Hình dung ra không các bạn ơi? Hình dung ra chỗ này không ạ? Nếu các bạn ngồi đây mà các bạn vẫn cứ nói rằng chúng ta khởi nghiệp bắt đầu từ tiền, thì mình nói với các bạn rằng một đứa học lớp 9 nó vẫn nói được cái câu đó, do tôi không có tiền nên tôi không ra khởi nghiệp được. Bạn hình dung ra điều này chưa? Cái người họ không học ngày nào họ có nói được cái câu đó. Và những người mà họ đang có rất là nhiều tiền mà họ ra học hỏi gì hết, thì họ làm một hành động rất là mắc cười, là họ chi rất là nhiều tiền cho tới cho cái lúc họ hết tiền. Họ lấy tiền họ mướn cái văn phòng, họ lấy tiền họ mướn họ mua bàn ghế, họ mua máy móc laptop trang thiết bị, họ mướn nhân viên, họ mua rất là nhiều. Thì những cái hành động đó gọi là hành động chi chứ không gọi là hành động thu. Mà bản năng của người làm cái đó là thu hay chi? Thu. Nên chúng ta hãy, họ tạo ra một hệ thống thấp, họ tạo ra một hệ thống chi cho tới lúc họ hết sạch tiền và họ nói rằng họ không đủ tiền. Nhưng cái người bản năng họ ra cái nhân tố á, họ tạo ra một cái hệ thống, mình gọi là hệ thống thu. Họ liên tục dòng tiền đến với họ chứ không phải là dòng tiền chi. Ok chưa? Chúng ta giải bài toán một cách ngược lại. Và bạn nào muốn rõ ràng hơn cái con đường này, hôm nay chúng ta rất là ngắn, chúng ta không thể chia sẻ. Bạn nào muốn rõ ràng hơn về cái cách này thì các bạn có thể, mình sẽ tặng cho bạn, ở bên đây nó có những cái phần bì, thì bạn nào chút xíu nó quan tâm thì cứ liên hệ mình tặng, và các bạn sẽ lên đó các bạn học có thời gian nhiều hơn và cái cách để tạo ra một hệ thống thu nó như thế nào. Ok chị em gái ơi, ok các bạn ơi, đó, cần phải có một cái suy nghĩ khác. Nếu mà bạn cứ mãi suy nghĩ về cần phải có tiền là các bạn sẽ bị bế tắc ngay, bởi vì bản chất các bạn không có tiền, mà các bạn nói cần có tiền thì làm sao các bạn bắt đầu được. Hình dung chưa nè? Chúng ta hãy chọn cái cách bắt đầu khác mà chúng ta không có tiền các bạn bắt đầu được. Cái đó là cái cách tôi dùng, ok mà. Rồi, một cái câu hỏi thứ hai. Cùng follow lớp chúng ta cả một buổi hồi sáng tới giờ, các bạn cho thầy sư và đạo có tay rất là lớn. Cảm ơn cô Trinh. Cô Trinh là bên bí thư đoàn trường. Các bạn cho cô Trinh một tràng tay rất là lớn đi ạ. Và bây giờ mình có hai quyển sách mình sẽ gửi tặng cho thầy Sơn và gửi tặng cho cô Trinh. Cô Trinh ơi. Trước khi chúng ta ra về thì